Xin chào toàn thể anh em, chào mừng anh em quay trở lại với Thế Anh Audio để tiếp tục các video. Thì ngày hôm nay đây, hôm qua bên em đã lên một video để giới thiệu cho anh em những bộ mic không dây phiên bản cao cấp đến từ thương hiệu JBL có mã URX9900 và được sự ủng hộ của anh em. Hôm nay bên em sẽ tiếp tục giảm giá cho anh em 5 bộ nhá, 5 bộ tiếp tục giảm giá, một mức giá cực kỳ là tốt để cho anh em có cơ hội sở hữu những bộ mic không dây chất lượng với giá thành tốt nhất cho anh em. Thì anh em theo dõi video, ủng hộ Thế Anh Audio nhá. Anh em bỏ ra 3 giây, hoan hỉ cho bên em xin một like, một đăng ký kênh và nhấn chuông để không bỏ lỡ các video tiếp theo từ Thế Anh Audio, cũng như là ủng hộ Thế Anh Audio ra các video giới thiệu sản phẩm và đặc biệt sẽ xả hàng thanh lý cho anh em nhá. Thì đây, những bộ mic này cũng không xa lạ gì anh em cả. Đấy, những bộ mic không dây đến từ thương hiệu JBL URX9900, phiên bản cao cấp nhất đến từ thương hiệu JBL. Đây, anh em có thể thấy nhá, nó sẽ đựng ở trong một hộp như này. Đấy, hộp vali sách, đi đâu anh em có thể xách đấy, rất là tiện dụng, cũng như sẽ đảm bảo độ bền cho cái bộ mic không dây này. Và đặc biệt nhá, con này chất âm cực kỳ là hay. Trong tầm giá em khẳng định với anh em là trong tầm giá không có con nào có thể vượt qua được chất âm con này. Đấy, chất âm và sóng sánh đảm bảo cho anh em sóng từ 40 đến 50 mét. Anh em có thể mua về làm sự kiện, rạp cưới, kẹo kéo, hay là anh em muốn nâng cấp những chiếc mic có dây ở gia đình thì đây sẽ là sự lựa chọn cực kỳ là tốt cho anh em nhé. Giá rất là hợp lý và tiếng cực kỳ là hay. Đấy, thì em sẽ giới thiệu ngay cho các bác này. Về mặt trước có thiết kế kênh A, kênh B riêng biệt. Anh em thấy không? Anh em có thể điều chỉnh volume kênh A, kênh B bằng cách là ấn đây, tăng giảm kênh A, kênh B ở hai bên. Đây, kênh A và kênh B nhá. Hoặc là anh em có thể set tần số tự động hoặc set tần số bằng tay đều được cho anh em. Đấy, set tần số sạch cho anh em nhá, cực kỳ là cao cấp. Và mặt sau của những bộ mic này thì có đầy đủ các cổng kết nối cho anh em nhé, bao gồm này các cái cổng kết nối bằng ca lông này, rắc 6 ly đầy đủ cho anh em, cũng như là anten rất là dài nhá, để đảm bảo sóng con này từ 40 đến 50 mét. Đấy, tem mát bảo hành cho anh em, hàng này hàng mới sẽ bảo hành cho anh em 1 năm. Và đặc biệt nhá, phiên bản này phiên bản cao cấp, đây em sẽ quay cho anh em này. Đấy, nó là đựng trong cái hộp vali như thế này. Đấy, vali bên này sẽ đựng đầu thu mic này. Đấy, tay hai mic hai bên. Đấy, chỗ này có nguồn, có rắc 6 ly, có chống lăn đầy đủ, cũng như pin anh em có thể đấu ở đây. Đấy, pin ở đây. Anh bật tay mic lên nó sẽ báo tín hiệu sóng, tín hiệu đây, tín hiệu sóng báo vạch pin trên tay mic và trên đầu thu cho anh em luôn. Đấy, tắt đi anh em giữ 3 giây. Rất tiện dụng nha, một cái hộp nguyên như này. Đây. Quay cho anh em này. Đấy, một cái hộp vali như này. Đấy, vali chất liệu bằng nhựa cực kỳ là cao cấp nhá. Đấy, anh em đi đâu chỉ cần xách cái vali này. Đấy, xách cái vali này. Rất là đẳng cấp chưa? Đây. Đấy, URX9900 phiên bản rất là cao cấp. Đây, tay mic của nó đây nhá. Em sẽ giới thiệu về tay mic này. Đấy, tay mic của nó là chất liệu kim loại, 100% kim loại, chống bám vân tay, sơn tĩnh điện chống bám vân tay cho anh em. Đấy, rất là đẹp. Và đây, tay mic khi tháo ra nhá, dòng này dòng đây, em mà tháo cả tay mic cho anh em xem. Dòng này dòng đuôi chuột. Đấy, đuôi chuột đến thương hiệu JBL này. Đấy, cũng như là sử dụng là côn neo, độ hút tiếng cực kỳ là tốt, riêng côn neo này giảm rú rít cho anh em. Dòng Cornell thiết kế rất là cao cấp nha, của JBL đấy. Đấy, và đây em sẽ alo cho anh em nghe tiếng mic của con này nhá. Alo sau đó sẽ báo cho anh em một mức giá rất là tốt để anh em có cơ hội sở hữu những bộ mic phiên bản cao cấp này. Đây. Nền 7, 8, 9, 7, 7. Nền 7, 8, 9, 7. Nền 7, 8, 9, 7. Nền sẽ test ngay cho anh em một đoạn karaoke để anh em nghe và cảm nhận chất âm con này nhá. Đây. Đến số 7 là 9, 7, 7, 7. Khi bật tay mic lên anh em mới có thể báo tín hiệu sóng tiếng và cũng như pin trên đầu thu và tay mic luôn. Rất là cao cấp. Gõ cửa trái tim và em đường vào. Gõ cửa trái tim, sao em hờn mờ, ngõ hồn tái thế lắm cách thần thờ, nhẹ lòng mắt răng tơ để một mối bơ vơ, khi không em đón em trong đời chờ. 7, 8, 9, 10, 10.
Em nghe và cảm nhận chất âm con này nhá. Về chất âm cực kỳ hay trong tầm giá và độ hút tiếng con này rất là cao nhá. Cho các bác nào mà giọng yếu hoặc là hay bị hụt hơi thì con này độ hút tiếng rất là tốt cho anh em. Và đặc biệt ngày hôm nay em sẽ tiếp tục giảm giá 5 bộ duy nhất cho anh em ngày hôm nay nhá. Chỉ có 5 bộ duy nhất thôi. Một mức giá cực kỳ là tốt ạ. Đấy, để em xem. Một mức giá rất là tốt cho anh em ngày hôm nay. Chỉ có 1.200.000 bên em bao ship cho anh em nhận hàng, kiểm tra và thanh toán. Anh em không nghe nhầm rồi nhá, chỉ có 1.200.000 em bao ship, anh em nhận hàng, kiểm tra thanh toán, không hay trả lại thành audio. Dám cam kết với anh em này, trong tầm giá khẳng định với em không có nào có thể vượt qua. Để mua hàng anh em nhắn tin số em, chốt mic 9900 hoặc chốt mic URX 1.200.000 bao ship, anh em nhận hàng, kiểm tra thanh toán. Đấy, 1.200.000 anh em sở hữu một chiếc mic có vali đựng như này, rất là sang trọng cũng như là rất là an toàn cho anh em đi vận chuyển. Hàng cao cấp, tiếng hay, độ hút tiếng tốt nhá, chỉ có 1.200.000. Mua hàng nhắn tin số là em ngay nhá. Chốt mic 9900. Giá rất là tốt, chỉ có 5 bộ duy nhất cho 5 bác nào nhanh tay thôi ạ. Thì anh em theo dõi video, tiếp tục ủng hộ Thanh Audio, cho bên em xin một like, một đăng ký kênh và nhấn chuông nhá. Xin chào anh em.